Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 đã được khai mạc tại Hà Nội. Ngày sách năm nay diễn ra trong bối cảnh 5 năm thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày sách Việt Nam đã và đang phát huy nhiều giá trị văn hóa đọc tốt đẹp trong cộng đồng. Cách đây 5 năm, ngày 21 tháng 4 đã được Thủ tướng Chính phủ chọn là Ngày sách Việt Nam. Việc chọn Ngày sách Việt Nam có ý nghĩa to lớn bởi tháng 4 là thời điểm phát hành cuốn sách Đường Cách Mệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng là thời điểm diễn ra Ngày sách và Bản quyền Thế giới. Vì Việt Nam có một ngày để tôn vinh sách không chỉ góp phần phát huy văn hóa đọc trong cộng đồng mà còn thể hiện sự hội nhập của văn hóa Việt Nam và thế giới. Ngày sách năm nay thu hút sự tham gia của 84 đơn vị với gần 100 gian hàng, tạo không gian sách đa dạng, phong phú, phục vụ bạn đọc. Qua 5 năm thực hiện, Ngày sách Việt Nam không chỉ dừng lại là sự kiện văn hóa mà còn là điểm hẹn của những người yêu sách với các đơn vị xuất bản phát hành. Cũng trong khuôn khổ Ngày sách, các nhà xuất bản, các cơ sở phát hành đã trưng bày giới thiệu những cuốn sách hay, sách đẹp đến độc giả. Nhiều chương trình bán sách ưu đãi cũng được gửi đến người đọc.